Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát, gây chú ý tại sự kiện CES 2022 khi Gigabyte cho ra mắt thế hệ laptop gaming cao cấp với nhiều cải tiến và nâng cấp mới mẻ. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến laptop gaming Gigabyte Aorus 17XE5 khi sở hữu một chiếc màn hình 17 inch tràn viên cùng cấu hình mạnh mẽ, chip Intel Core i7 thế hệ thứ 12 mới nhất và RTX 3070 Ti. Và giờ cùng mình khám phá ngay chiếc laptop thú vị này nhé! Ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này chắc chắn rồi đó chính là màn hình. Aorus 17 đã làm thay đổi cuộc chơi của những chiếc laptop gaming khi nó là một trong những chiếc laptop gaming đầu tiên sở hữu những cạnh viền siêu mỏng chỉ 3mm. Gigabyte đã chơi lớn khi ép tấm nền 17 inch vào khung máy 15 inch, nên cho dù có kích thước lớn nhưng Aorus 17 vẫn đem lại cảm giác rất gọn gàng, di động, không hề nặng nề như những chiếc laptop 17 inch khác trên thị trường. Và chúng ta sẽ có một màn hình với độ phân giải Full HD, tấm nền LCD IPS và thế hệ mới cùng tần số quét ấn tượng là 360Hz, đạt 72% NTSC, đem đến sự mượt mà rõ nét trong từng chuyển động hình ảnh, cũng như hạn chế tối đa tình trạng giật lag hay xé hình, đặc biệt khi các bạn chơi những tựa game FPS, mang tới trải nghiệm chơi game hoàn hảo. Mà ngoài màn hình thì điều làm nên sự đắt giá cho chiếc máy này chắc chắn phải kể đến cấu hình. Aorus 17 thì được trang bị CPU Intel Core i7 12700H thế hệ thứ 12 mới nhất, cùng với đó là 16GB DDR5 và vẫn còn khả năng nâng cấp 1TB SSD và card đồ họa RTX 3070 Ti, mang lại khả năng xử lý đồ họa đỉnh cao cho Aorus 17. Và với cấu hình khủng như này thì việc các bạn cần làm đó là mở máy lên, thoải mái chiến những tựa game AAA hạng nặng hay game eSports mà không cần quan tâm đến setting. Và để hiểu hơn sức mạnh của Aorus 17 thì các bạn hãy cùng tham khảo qua phần test game và test hiệu năng của máy nhé. Và qua phần test thì có thể thấy Gigabyte rất chăm chút cho hệ thống tản nhiệt trên Aorus 17 khi trang bị công nghệ làm mát hoàn toàn bằng đồng WinForce Infinity gồm 2 quạt với 59 cánh quạt siêu mảnh, 5 ống dẫn nhiệt và nhiều khe tản nhiệt giữ cho CPU và GPU luôn vận hành ở nhiệt độ tối ưu. Không hầm hố như những chiếc laptop gaming khác, Gigabyte Aorus 17 sở hữu ngoại hình thanh lịch tối giản khi phần nắp máy chỉ có duy nhất logo Aorus phát sáng. Ngoài ra không có thêm bất cứ tem nhãn hay họa tiết trang trí nào, phần mặt lưng phẳng mịn, hơi cong về phía mép viền. Mặt trước được chế tác từ nhôm cao cấp với duy nhất tông màu đen mạnh mẽ, bề mặt mịn được phủ thêm một lớp soft touch cho cảm giác sờ khá mát tay và cảm nhận được chất liệu cao cấp. Aorus 17 thì có độ dày là 2,4cm, khối lượng là 2,7kg, mức cân nặng quá lý tưởng đối với một chiếc laptop có màn hình lớn là 17.3 inch và các bạn vẫn có thể bỏ máy vào ba lô và mang ra ngoài làm việc chơi game cùng bạn bè. Và phần bản lề thì được làm lớn, cực kỳ chắc chắn và các bạn hoàn toàn có thể mở máy bằng một tay. Viền trên màn hình sẽ có phần gờ nhô lên, lấy diện tích cho một chiếc camera HD thuận tiện khi làm việc và học tập trực tuyến. Ngoài ra còn tích hợp cả camera IR hỗ trợ mở máy nhanh chóng cũng như tăng tính bảo mật cho chiếc laptop của các bạn. Xuống đến phía bên dưới là phần bàn phím với layout hợp lý, các phím bấm có kích thước vừa đủ, hành trình phím sâu, độ nảy tốt, đem lại cảm giác gõ ổn và có tích hợp bàn phím số phù hợp cho những ai làm công việc nhập liệu. Và là laptop gaming thì không thể thiếu LED RGB Bokeh, các bạn hoàn toàn có thể custom theo sở thích cá nhân. Và nhằm tối ưu thao tác của game thủ thì hãng đã thiết kế phần touchpad có bề mặt mịn, mượt, ít bám mồ hôi với cảm ứng đa điểm siêu nhạy. Tuy nhiên để thao tác chơi game mượt mà hơn thì mình khuyên các bạn vẫn nên trang bị thêm chuột giờ nhé. Và ở đây thì Aorus 17 được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, bao gồm một cổng Thunderbolt 4, hai cổng USB Type-A, một cổng Mini DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo đáp ứng được nhu cầu kết nối với các thiết bị ngoại vi.
Tổng kết lại với những nâng cấp đáng giá cả về hiệu năng lẫn tính năng thì Gigabyte Aorus 17 là một mẫu laptop gaming cao cấp rất đáng sở hữu dành cho anh em game thủ hoặc những anh em designer. Và nếu bạn là một người có điều kiện kinh tế và mong muốn có những trải nghiệm tốt nhất trên một chiếc laptop gaming thì mình tin đây là một chiếc laptop dành cho các bạn. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.